xào quý vị. Đây là ta gọi là muốn ăn là lăn vô bếp đây quý vị. Gà nướng giặt giả. Mì nha, bữa thì làm không có miếng nước, bữa thì nước đổ mà lội tắm biển luôn. Còn hang nhiều, nhỏ trái hết nè. Sao bỏ được? Bỏ đi về đâu bắt cá cách ăn. Về ăn bỏ nghĩ sao bỏ trời. Ý là bỏ về đã về ăn á. Ngay chưa kịp bỏ. Này chắc nó tiếc nữa. Mày trước đi. Lấy cái mỏ bỏ vô đây này dễ cho nó lửa than nó hồng lên nóng. Qua đây không xong được món rồi đó. Kiếm cái gì quạt á, cắt lại lá chuối kìa đó, cho nó bay mấy cái này ra hết rồi nó mới lửa than nó mới nóng lên được. Rồi cắt lá chuối vậy chứ. Ừ nè trời ơi, hủ hủ nói vậy nữa không quạt lên nó bay ra cái mấy cái này hết nó mới nóng lên nó thấy không. Chót chuối thì tao tao nay tao vừa ấy vừa quạt luôn chứ. Giờ mình đi tiện lợi nha. Đơn giản vậy thôi là ra đồng xong khỏe rồi. Thiệt. Cái đang quay lên trực tiếp truyền thống nè, ná truyền thống nè mới giữ nè. Đang quay lên trực tiếp quấn cái đứt cái bực cái cười. Đứt là chuyện bình thường. Ở đây đó khoảng 7 mét. Thấy không? Được sao mà làm được như vậy? Trời, con gà nó chính là lụm đó. Lấy cái nước ở trên nó rưới vô được. Là lá chuối này yếu quá à, kiếm cái tàu nào nó bự bự, nó già già, nó cứng rồi. Lấy nước này con rửa nó cái. Hai thùng mới.
Ok không? Họp ở dưới Bùi Văn Ba cũng 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 quay vậy đó, cái đầu treo cái lon, cái đầu bắn cá độ uống bia cá vậy đó, bắn vui lắm. Rồi xong chưa, Chưa. lên món đi, giờ mình quấn món này vô đi, giờ mình ăn món này vô đi, ăn ngon rồi nè. Cơm nào hái một trái với vừa đổ đưa. Đi không nướng quạt đụng không có cái quạt nữa mà lấy tao lấy chuối quạt cái gầu không giống giống mấy cái vải mấy cái quần áo dài của mấy đứa học sinh gọi là tà áo đó, tà tà áo lá chuối. Đi coi trên Facebook á, thấy nó khu dừa bằng cái bằng một cái đũa. Bây giờ tôi sẽ làm thử coi đúng với sự thật như vậy không. Vừa non Thử làm được hay không nha. Nó được đó. Vừa non thì nó nào cũng được. Ồ. Giống như khui bia quá ha. Giống khui bia ổng phun xèo xèo luôn. Hợp được nha mọi người. Đây khui vô nha. Chừng nào mới đô đầy hết hết nước. Đó. Giống thằng lằn bát. Hợp lý. Thì tự nó cũng hết à. Đó này mình để vô vậy hoài luôn. Đó, nè, nước nè. Đây cái đũa mình nhỏ, nếu mà đũa mình bự mình lấy lẹ. Nghe về mình khỏi cần dao luôn đó. Mốt Nè, ấy vừa khỏi cần dao nha. mốt cậu đưa vừa khô cho Này làm mình dã nha. ngoại nơi ngoài thiên nhiên thì sử dụng cách này là hợp lý đó. Ok lắm mọi người. Này khỏi cần, chỉ cần một chiếc đũa thôi khỏi cần dao. Tại vì chiếc đũa này nhỏ quá nên nước nó chảy lâu. Tại mình xôm hai ba lỗ nữa nó ra lẻ. À, bỏ trái này trước đi, tới khu trái thứ hai đi. Chừng nó lật nha, để cái ấy là lật. Tiếp theo trái này nha. Tại cái này nè, phần đầu này nè nó Ừ. non. Mà trái dừa nào nó cái đầu nó cũng mềm nữa, mình ấy cái đầu non này nè. Không, đưa vừa khô cho đâu á. Ông bao giờ uống nước bà uống vừa khô không? Gan. Nó phun hơn cô bia nữa. Có ai mà đi uống uống nước bằng trái dừa khô không mà kêu khui bằng trái dừa khô. Ồ trái dừa nước nhiều ghê ta. Đúng nãy giờ chưa xong nữa đó. Nó ta theo con gà này miết luôn trời nóng. Nếu mà muốn nhanh thì phát hai hai lỗ đi cho nó lẹ. Khui nó sẽ nhanh hơn, đổ nước nhanh hơn. Rồi tới cái này đi. Cái này hai lỗ nhanh hơn nè. Đít vừa bụi không có nha, đừng có nghiêng ấy quá nha. Quay như đó làm đủ clip rồi. Nó đã. Kiếm mấy tàu lá chuối nào bự bự ở trên quơ cho nó có lửa than ơi. Này lấy bịch nè. Bịch nó quạt ngon hơn nữa. Ngon. Nó không quạt bụi qua đây không à. Kiếm lá chuối đậy cái chảo lại đi. Nãy giờ nó bay vô đây hết trơn à. Cái lá chuối nó cứ cọ nó ỉa lên lấy đậy lên này. Nó béo. Bỏ tay. Dao này khui cũng được nè, còn nhanh hơn nữa nè. Nước nhiều lắm luôn á. Được
Cái nào ấy rồi thì dục đi. Dơ. Rồi xin chào các bạn nha. Hồi nãy giờ làm caramel cho được cái Trinh làm thức ăn đó, thì giờ tới mình Trinh phục vụ lại cho mình uống nước. Mời các bạn uống nước dừa nha. Chính trên được. À, thì ở đây á, thì mình sẽ nói thêm nghe các bạn. Thì hiện tại là mấy anh em đang ở xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh các bạn, ở vùng ngoại ô của Sài Gòn các bạn. Ở xung quanh ở đây á, thì cũng có đồng lúa nè. Xung quanh dài dài đây có đồng lúa. Rồi ở đây ở dưới cái mảnh ruộng này là có lẽ là người ta đang thu hoạch rồi. À, vòng vòng nguyên một màu lúa nhìn rất là đẹp các bạn. Buổi trưa ở đây rất là thoáng mát bạn. Thì bây giờ trước mặt bạn là hai thanh niên này đang chăm chút là chăm sóc cái con gà nữa bạn. Mình rồi, thấy có vẻ nó hơi có màu đen đen đó, mà không biết ăn được hay không các bạn. Đây ông thấy nó chảy nước ra nhiều không? Sao Trinh lát được nướng rồi có thể ăn được không Trinh? Thấy đen đen quá. Chứ ăn được đâu, ăn vô là ngon á. Chắc ăn không được đâu, được rồi, lát thôi để em với Trinh ăn thôi, anh nhìn anh coi đi chứ em sợ anh ảnh hưởng sức khỏe nữa. Không ấy vô xì nước ra dữ không? Thấy Trinh. Lát okay. Cháu mình ăn rồi cho anh được cái ấy Trinh để ai ăn được. Cái đầu còn ấy lắm mà được rồi. Đầu còn sống nhăn à. Này chừng nào chín thì la lên nghe anh được. Ok, mà chín nó chín tới xương á. Thịt nó hết rồi, tới xương là anh la lên. La lên. Tới xương vậy. Mè này ăn chừng nào hết được. Về đi. Ủa con rắn hổm làm sao bắt được nó vậy Trinh? Đặt giớn á. Đặt giớn hả? Đặt ở đâu ở đây? Ở ngoài Đồng Nai á. Thằng giớn bắt á chứ. Chứ ở đây có đâu. Bữa nào rủ anh được có mấy anh em đi ra một chuyến Đồng Nai đi Trinh. Không phải đi ngoài đi dẫn cho đi bắt cá. Không phải cá nhiều không? Cá bào là hơn ở thành phố này nữa, hơn ở miền Tây luôn á. Ồ nè, ê. Đặc sản nè, quay đâu đây coi. Đâu? Đây, đặc sản đây. Con này, cái con này con gì? Ngọc trai, ngọc trai. Trời ơi. Cốc ngọc trai nè, cốc có nghe ngọc trai nè, thấy chưa? Cái này là chuyện độc nhất chưa vậy ở Việt Nam nha các bạn, tự nhiên chứ cốc đâu có ngọc trai nè. Ai mà chơi ná là sẽ biết cái món này nè. Cũng hơi mình gọt chứ không gọt nãy là cắn này vô bụng rồi ha. À, gặp nha pha rồi đó. Cắn một cái là gặp nha pha liền á. Rồi nè quay thành phẩm nè. Tao đã chuối đâu rồi? Chuối cắt thêm. Dao hư rồi. Trong quá trình đi cắt tao đợi cho nó nóng cái nữa. Quá mệt. Hồi nãy giờ chuẩn bị đã xong, bây giờ mà mời mọi người dùng tiệc với nhóm tôi nha. Đây. Rồi, bắt đầu. Let's go. Ăn thôi. Lẹ đi. Má đâu ta? Má, máu.
cái này không có góc nào mà bắn chơi được. Em lấy xong còn sống chưa chín đâu. Không, này thì vậy chín rồi chứ được rồi. Ờ, nhớ nào ăn lại đi. Ờ, bỏ này vô đây ha. Mà chín rồi thì mình lấy mình ăn, mà sống mình miếng vẫn. Ăn chục bánh mì ăn trong hết. Nó đem về. Rồi ăn thôi. Được. Rồi. À, chín này ơi, cái mù này chín chắc. Đồ bên này nó hết máu rồi nhưng mà nó còn hơi tái. Tái. Thơm quá. Thơm nước mũi luôn á. Má thơm thiệt chứ. Thơm. Nhưng mà có cần nướng lại sơ này không? Thôi, để lại đi. Cái nào không được đem về mình ăn sao? Để lên sơ sơ chứ. Cái mù này chín nè. Ăn đi. Chín thì ăn. Mù khô queo, chín khô queo luôn. Ừ. Rồi để đi. Hãy ăn thì tự ra đấy. Dạ ăn lên ăn mà nó quay quẹt á. Mời đại gia đình. Thôi chín. Ừ, nó khô là chín rồi. Rồi ok. Rồi xong chưa? Nhập tiệc đi. Đủ. Mời nãy giờ rồi. Đây mời đại gia đình mình cùng dùng món gà nướng nha. Gà nướng thiên nhiên. Chấm chấm. À, ngon quá. Ok, rất là ngon. Dai không? Dai không? Ngon lắm. Chấm này. Tết gì làm không ngon. Em nghĩ lên bia. Đây. Bia. Ui đi. Vô cái ở trong quay. 12 giờ chưa? Cho cũng cá nhìn nóng nè. Mời mọi người nha. Thôi. Rồi uống. Trời ơi. Nó đã. Còn gì để nấu. Quá tuyệt vời. Nóng rồi đó nè. Ôi quá. Ôi. Đã quá đã. Tôi nghiệm quay quá. Rồi giờ muốn giờ nè món này chim nướng nè. Quay chim chim nước mắm. Đây con chim chim nước mắm nè, do mình nấu mình tự làm nha. Má gà nướng tôi quên nói gà nướng của tao làm á. Ngon quá. Ăn gà chim nước mắm này, ăn cái mè nè. Má ngon quay. Mè nè. Ok ha. Cái này ăn không đau bụng lắm. Miếng ơi. Vô. Nó tiêu tiêu hả? Mà nó không thống vô được ăn. Ngồi xem chưa đủ mới quay hoài vậy trời. Đúng không? Đường nhiều ngon hơn nè. Nãy quên lấy cái dừa bỏ vô. Bậy. Chuyện này không có dừa. Vũ ai đó ăn không? Quay như quay YouTube luôn. Nó có cảm nghĩ.
ở đây anh em nào mà muốn đi theo anh Phúc TV thì nhớ liên hệ coi clip anh Phúc TV, liên hệ đặng theo anh Phúc TV nha, bấm một like và chia sẻ, rồi nhớ bấm cho anh like chia sẻ cho anh Phúc TV, đặng lúc anh Phúc TV ra nhiều clip mà hay hơn nữa, dã ngoại thiên nhiên về cho mấy anh em coi. Nếu mà anh em có nhu cầu đi theo để mà chung vui thì cứ tạm em anh Phúc TV rồi giờ liên hệ với anh em tụi mình rồi vô nhiều không? Khét gà luôn rồi. Đâu khét mày? Dễ gì? Dứt đi. Anh thấy cái cưng đó ta. À, thấy hay quá. Cái cưng thấy được gì với cưng? Cái mặt hai thấy con mắt thôi chứ mở ra ăn hơi găng hô á. Như nào thấy ánh mắt được rồi. Như ánh mắt dễ nãy giờ không biết ăn cứ quay không được. Uống đá vô đây rồi, uống đây. Nó đắng quá. Rồi ấy giờ cái lon cũng được nè. Rồi, xong. Rồi mời mọi người đi. Dạ. Bậy. Đây. Đây rồi, bỏ cũng đá vô uống, ở đâu bỏ vô ly. Tụi con nhậu là tụi con khui gì không nè. Tôi thấy người ta nào khui nó khui ấy lên luôn rồi lấy lên luôn á. Chết. Người ta là chuyên nghiệp còn mình là bán chuyên nghiệp. Alo. Làm gì? Nó chọn gì vậy? Đây chụp chụp cái con vô được cái coi. Chụp đây, đây Nguyễn Cảnh này nè. Rồi xin chào bạn nha. Thì nãy giờ làm cameraman quay giờ thay phiên nhau cho thằng Trinh nó quay lại mình ăn lại. Thì bữa nay cái món này là món của thằng Trinh làm nè các bạn. Dạ chim chim nước mắm. Là chim với cu chiên nước mắm. Còn cái món này là anh được anh nướng. Gà nướng. Gà nướng tốn thêm 150.000 nữa. Thôi bây giờ mình ăn các bạn. Giờ mình với anh được mời các bạn ăn các bạn. Bây giờ video nói chung cũng đến đây cũng dài rồi, thì trước tiên cảm ơn các bạn vào xem. Thì các bạn thấy video hay thì các bạn bấm một like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp nha các bạn. Bây giờ mình anh em sẽ tập trung ăn rồi xong cái gì mình về. Rồi, cảm ơn các bạn.